Giờ bắt đầu mình đi xuống núi. Sáng mình đi cắp treo lên, giờ mình đi xuống núi. Còn tiền là tí. Tiền gì câu gió à? Đây đẹp quá chừng cả nhà. Ủa vàng nữa thế. Có cái vợ không? Vàng nè, cái vợ không? Cái vàng đẹp quá trời. Đưa mặt tao không vậy? Quay được không? Vẫn được rồi. Giờ mình lo bộ mình đi xuống. Đi lên nó hơi cực nên mình đi cáp treo. Bây giờ mình đi xuống mình đi bộ. Cũng không đến nỗi nào. Trời ơi khỉ. Khỉ nhà cắt. Mua không? Mua gì làm gì? Mày có con khỉ á, nhà mày có con khỉ á. Đi chơi á, tại sợ quá đưa cho người ta. Tôi cho má của cái con khỉ này á. Giờ giờ sao trả lại luôn. Ờ, hên là người ta trả lại. Trả lại nhưng mà con khỉ thích nhiều khi luôn rồi cho ta bán vàng trên núi, ta bán vàng nữa chừng mua cà rá tăng gô cho tí nó đi cưới vợ. Con hả? Con để mua vàng thiệt, còn tí phải mua vàng giả cho nó. Mua cái kém mà tặng tặng cho con với anh hai chém lộn. Đây đi 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 đi. Ờ, cáp treo này cáp treo cũ nên nó ế quá trời. Ờ, cáp treo này treo. Ủa cái cáp treo này nó có băng rẻ không mà nó mới ế dữ người ta. Treo kiểu mát gần chết. Cáp treo kia ta sang thịnh mỉnh này hình như cũng đi được mà. Bên cáp trên bên cáp kia nó ngon cũ. À vậy là mình mua đồ mình đi lên núi mình cúng cho người ta nấu ăn. Trời ơi giờ hiện đại giờ ai dắt bộ chim kìa. Thất nghiệp vậy hả? Thất nghiệp từ dạo ấy chuyển qua làm bảo vệ cho khỏe. Lương tháng 20 triệu. Nghĩ làm. Mua trái xoài tí. Cà phê, nước ngọt, nước chanh, trà đá, thành tắc, nước suối, ấm lạnh, ngăn lạnh hay nhẹ. Dạ, bà hổng nhưng mà chỉ đủ ăn chỉ khoảng thời gian rồi đó thôi. Mua được tu không? Đi là được tu. Tu mà nó hơi chói chút. Đấy, dáng vàng quá trời tí. Có cái con hết gì vậy? Con hết gì vậy hả? Con ta dạy hả? Không phải, con ta dạy là cái con gì? Cái con hết gì á. Con ta dạy gọi là con hết gì hả? Đúng rồi. Em biết đâu. Xíu nói là cái con mà xanh ta dạy á là cái con hết gì. À, cái con ta dạy là con hết gì. Con ơi con, gặp tới đây. Mẹ nói cho kem ra, cô Trần Hiểu kem vô đó hơi cái chú lâu, cần người con. Đó. Hát cái fan nè mô. Hát cái fan nè. 50.000 hộp cù là hả con? Cái này nhiêu cái hả? 40.000 cái chị. Mua này không cái. Cái thớt fan vàng nó có cái em. Có cái hũ vàng. Cái gì? Có ớt. Sao? Hồi ớt mua gì? Cái nào chị rồi đúng rồi. Đó có 20.000 chị. Có gỗ nha. Đi xuống đây. Đây mắt kiến đây. Đừng có quay cái lưng tao. Quay cái lưng tao có gì đâu coi. Quay ngang cái méo. Trời đất ơi xã hội mà. Cũng bình thường thôi đâu. Thôi đồng hồ ra đô đây.
có ra đâu không? Có ra đồ đi. Sao không mua cái đồng hồ hồng bên cạnh này á, nó có thể là giống như cái máy vậy á. Chúng ta có tiền ta mua cho thằng tí cái ốc bồ quách của con cá, nó lợi mua cho con cá là cái ốc bồ quách. Ốc bồ quách là cái máy hả? Cái táo đàng hoàng. Cái táo hả? Ốc bồ chứ sao? Hồi xưa đó anh hay nói là ốc bồ là ốc ba le. Ốc ba le. Ốc ba le nó là con ghẹ le le, chỉ mua cho nó dằn trên núi thôi. Đây đường đang đi xuống núi. Đây là full clip đường xuống núi. Nước sôi nước ngọt ngấp ngầm và mùi hương quá bình an. Núi thơm là cái gì? Cái gì gói xá xị vậy? Túi thơm. Ôi người ta giác nè tí. Đúng không? Nghỉ rồi, ai về đâu chưa nghỉ. Đây ta giác trên núi đó, đồ trên núi nha cái gì. Giác này đủ phước. Nếu mà đi cáp treo phước ít quá. Ủa mẹ ơi. Ơi. Mình đi đến chừng nào mình mới lỡ bộ. Thì nè em đang lỡ bộ nè. Lỡ bộ hả? Ừ. Lỡ bộ mà đi hoài chưa tới vậy? Thì đó, mình đang đi lỡ bộ nè. Lỡ bộ đi hoài chưa tới vậy? Mình đang đi cầu thang bộ mà. Ủa chứ mẹ đi mẹ có thấy mệt không? Không à. Ủa chứ mẹ uống thuốc cả trọng hả? Đi phải vô lòng. Đang dối lòng. Mẹ ơi, mốt bút mẹ cho con thuốc bả trọng á. Gì vậy? Ờ, đặng cái xương cứng được cái xương quôi. Ừ, có luôn hả? Chứ mẹ đi mẹ nói ơi, không mệt, không mệt. Nó khỏe chứ tao đâu, nó đẻ, đi đẻ luôn à. Ý là mẹ nói là khỏe, không mệt, không mệt. Ừ. Đi khỏe không mệt. Ờ vậy mới con lớn á mẹ cho. Cái đó gọi là dối lòng. Vậy mẹ cho con uống mấy cái đó đó đặng sức cho con cứng như vôi. Cứng cũng vôi vôi luôn. Giờ hết cầu thang bỏ chị bán đỡ là Missy. Hả? Còn cái con mà hồng đó là Missy. Con Missy hả? Nó biết mẹ đâu có biết. Con coi cái cây của xếp á được mấy ngàn rồi đó cho. Ờ con trên YouTube á biết mấy cái cây như thế rồi. Cá mập quá trời vậy. Thêm chút là chưa Tết luôn. Đấy là khỏi ăn Tết luôn. Khỏi ăn Tết hả? Nay Tết là chị ơi. Có đồng xu về cậu gió không? Xu cả na. Có đồng giá như này con giá chỉ 20 ngàn. Còn bác trẻ của bên đây chú báo hồng nghe không ạ? Hai khúc à? Năm bảy khúc à? Tám khúc mấy? Nó tám mấy à? Đi nãy giờ nó tám mấy? Rồi coi vậy đi cũng chiến lược coi. Xuống. Ủa? 5.000 cây trà đá, 5.000 bạch hoa, 5.000 cây trà đá, 2.000 cá trà đá, 5.000 cây trà đá, 5.000 bạch hoa, 5.000 cây trà đá, 2.000 cá trà đá, núi nó còn không lạnh. 5.000 cây trà đá, 5.000 bạch hoa, 5.000 cây trà đá, 2.000 cá trà đá, núi nó còn không lạnh. Em 5.000 cây trà đá, 5.000 bạch hoa, 5.000 cây trà đá, 2.000 cá trà đá, núi nó còn không lạnh. 5.000 cây trà đá, 5.000 cây trà đá, 5.000 cái chim bồ này lợi hại quá. Đi mà nó vẫn im nó ghê. Vừa lòng của tao ghê. Mình đang đi lội bộ xuống núi.
Đây. Đây nha cả nhà, đường xuống suối vàng 50 mét. Đây. Đường xuống suối vàng 50 mét. Đi xuống suối vàng có 50 mét. Đơn giản thế ạ. Núi vàng bịch trà đá, 5.000 cái quạt, 3.000 cái cái bình trà đá. Đường xuống suối vàng. Ghê thật. Giờ hình như làm mấy cái bậc thềm này là cũng dễ đi rồi. Mà ta đi vẫn ít, ta đi cáp treo. Ta không đi bộ. Nhà em đi bộ. Đang quay cái cảnh đi bộ cho cả nhà xem cả nhà. Cái nước trắng đổ vô. Tí đưa cho nó trắng đổ cho em tí. Rồi đi 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 đi. Đây là cầu cầu Nại Hà. Đang đi qua cầu Nại Hà. Cầu gì tí? Cầu Nại Hà hả tí? Đường xuống suối vàng. Đường xuống suối vàng phải đi qua cầu Nại Hà. Ăn thêm chén cháo nữa là xong phim. Đây đây tí tí tí. Cái anh này giác nè tí. Đó, giác về mới đủ phước nè. Đó, dưới là giác nữa kìa. Mình đi đường bộ, nó có thú vui của đường bộ. Đây. Ta giác rất là nặng luôn. Ủa cái này giác cho người ta ha, là mình giác lên bán anh. Nhiêu thùng vậy anh? Thôi thôi, giác gì nặng quá vậy? Chút đá hả? Giác lên luôn hả? Nặng quá chừng. Rồi, giác một mớt nước đá bi. Sao người ta không đi bằng cát ta? Cái cát mắc quá hả? Cắt mắt con hạt xà. Cắt. Đúng hả? Ừ. Đá là tị. Hồi giá cái giác nặng vậy mà có 120. Thôi kiếm ra tiền đâu phải dễ đâu. Đời xong kiếm ra tiền đâu phải chuyện giỡn. Vàng quá trời đi. Có báo hồng kìa mẹ. Con báo hồng á. Thôi tao giờ tao đi không cũng xong. Báo hồng. Tao đi không. Đi không không xong có lý do gì. Thú đá. Thú đá. Đá. Có con trâu kìa. Trâu rồi tí. Ê. Kém đi kém đi. Nhì. Con chém lộ với ngồi kiếm chém lộ hả? Thôi. Mẹ nhà mình không được vui nha, mới có tàu. Thôi đó coi vậy chém lộn. Bây giờ nó đòi chém lộn kìa. Thấy ghê không? Bên này măng trượt không ai đi kìa tí. Ở măng trượt sao đi bộ kìa vậy? Trời mua vé măng trượt đi bộ kìa vậy? Ủa vậy có trả tiền không? Ở vàng bự quá nè tí. Ở tấm lắc bự quá nè tí. Ủa lắc vậy tặng bồ không? Tao mua cho anh Tám. Rồi nè, hãy coi. Này về nói hàng thiệt nó tin không? Đó hàng đá Sophia đó mình đem không có bay màu. Ủa vậy này đâu có si hả? Không, hàng đá mà không si. Đeo đâu đen. Đeo không vậy hả? Nhiêu cộng vậy? Nó 350. Nhỏ 250. Mua tặng gái không tí? Ủa này bằng đá chứ không phải ấy nhìn xinh. Nó đâu có nặng dữ đâu hả ta? Đi đồng hồ vàng mình xài vô đó nó đen. Trời đất ơi, còn công dây chuyền. Dây chuyền lớn thì 400, 300 mấy thì cây dây lớn nhỏ nè. Coi coi cái gì đó. Cái gì vậy mà?
cô chị con cũng rất khoan khoan. Trời ơi, hồi nãy mẹ thấy gì không? Hồi nãy con thấy xe bánh trượt á. Sao đi bộ kì vậy? Ai vậy hồi nãy luôn. Cái này cái cũng khổ nữa. Nếu mà người ta không mướn thì cũng không có mình không có kinh tế đi sắm mà thấy mà ta mướn giác nặng quá chừng có trăm mấy mà đi này bởi vậy đi này cũng mệt lắm một vì vấn đề là đi dốc cao để cao cao đi dốc nó đi mình đi xuống không mà mình đã thấy nó mệt rồi. Còn mỗi cái giác mà còn đi lên bởi có nhiều hoàn cảnh khổ mà đi quán chợ đi quán chợ đi cho nó gì vậy? Trời ơi mang trượt hả mà đi xuống tới đây là xuống tới rồi đâu lúc mỗi một người có một cái nghề ta đủ phước và làm ta sinh ra người ta có cơ hội để làm những nghề sung sướng những người hoàn cảnh không cho phép làm những nghề rất là nặng nhọc thấy cũng tội nghiệp mà mình chưa có khả năng giúp được khi mình có khả năng mình cũng sẽ giúp trời ơi ráng đi 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 gì ăn mình mới quay được cảnh đi bộ chứ lâu quá ta không có coi được cảnh đi bộ giờ mình quay cảnh đi bộ ta quay mắng cáp treo nhiều rồi mình giờ mình quay đi bộ thấy bán vui vậy nè mình review cho mấy người này muốn ta đi bộ cho mấy người này bán ngưng đoạn này đi mình đang đi xuống cái dốc này nó hơi cao đi xuống cái dốc này muốn le càng sức móng trời ơi đấy thấy không đi người không thôi mà cũng than đó vậy con nói có động lực đi qua này đi xuống ta đi lên á mà đi lên trăm rưỡi hai người nó sao đâu chứ làm trăm rưỡi hai người người có 75.000 chứ sao giác đây cũng thiền thị chứ phải đồng quê gì đâu nó khó không em đi cũng gần tới đất rồi nha cả nhà em đi chút xíu nữa tới đất em quay tiếp cho cả nhà xem nha giờ em kết thúc clip ở đây chút xíu nữa em quay tiếp.